có một số cố rồi lưng. Rồi cái tay gầy nhẹ nhất là dạ rồi có mang chụp đầu rồi biết rồi, nhìn được biết rồi. Rồi sao nữa, bây giờ hiện nay khó chịu gì nhất? Dạ, cái tay gầy, cái chân là dạ. Đau dưới đây. Dạ đúng rồi. Dạ, cái lưng là... Bây giờ về nha, tôi chỉ giải quyết cho bác đỡ cái cuộc sống cổ, sống lưng thôi. Dạ. Còn đối với viêm đa khúc dạng thấp á, dạ. Thì không có làm gì cách hơn, cách hơn là chị phải thực hiện những cái lời mà tôi đã thực hiện ở đây. Dạ. Tức là chị bỏ ăn buổi sáng thôi, nhưng không sao đâu, chưa ăn uống đầy đủ, có ăn chay ăn gì không? Đừng ăn chay, ăn thịt đi, còn kệ, bỏ tu chúng đi. Ăn cho nó đầy đủ dinh dưỡng trong cơ thể mình. Rồi cái mà nhà giờ ở nhà ai ai nuôi? Dạ, mình rồi bây giờ rồi ai nuôi bà thì thiếu bị cái viêm đa khúc dạng thấp này, nếu ăn không đầy đủ là bị đau nặng lên. Đấy, khó nha, cho nên thôi bây giờ giờ tôi nói được cái gì hay nấy, những năng buổi sáng hút không khí, uống nước ớt rồi chườm đá cho tôi. Và chị nhớ rằng một điều mà tôi nói đây chị không bao giờ quên, không có thuốc tây nào cho chị uống hết được. Và chị uống vô bệnh á, là nó chỉ giảm đau thôi, và bao tử bây giờ bị phá. Thấy không? Cho nên bây giờ chị phải chọn cái con đường điều trị, không có dùng thuốc. Thấy không? Hiểu chưa nha? À, tốt rồi, kia tốt rồi. Chứ bị yêu lâu rồi, sao nó banh hết. Đau hết. Vì cái viêm đa khớp dạng thấp á là nó đau tất cả chỗ nào có khớp xương lại đó. Ra là chị là phải điều trị phải tổng thể như tôi đã nói, học ở đây đó. Chị học ở đây mấy ngày rồi? Sao đau lọt ra đây? Trên trời rơi xuống. Tại vì không làm gì là không có giờ hết được. Chị làm cho lưng, tôi giúp những cái lưng cho chị cả xong. Thế này khỏi cần em. Rồi chạy cái lưng. Rồi nó yên đó. Rồi tôi đi qua đây. Rồi dò lên. Rồi được rồi. Xong rồi. Rồi, bây giờ vậy thôi nha. Viêm đa khúc dạng thấp như tôi đã nói, chị phải cố gắng học, rồi ta hướng dẫn cách ăn, cách uống, cái đồ thứ, ok. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.